Đi cây găng cun lúc 9 giờ tối ngày 24. Sẽ có một kèo là lăn lăn bột khắp mặt với người. Kèo thứ hai là lấy son tô mỏ này, tô mắt này. Một kèo nữa là kèo ai thua thì sẽ cầm ảnh của người thắng cộng thêm 10 triệu rupia đi phát cho người nghèo. Thắng Vun bảo em là chơi đập 30 quả trứng, em không chơi. Em bảo em không chơi, mấy dâu ăn em không chơi. Em mà lấy tiền đấy để đi phát cho người nghèo, ai thua đi phát cho người nghèo. Chứ 30 quả trứng đập đi là phí chứ mọi người, đúng không? 30 quả trứng cũng là tiền, ra tự nhiên bị mất đi. Dầu ăn nữa cũng là tiền mà. Có cái tiền đấy thà nên mình đi phát cho những người nghèo người ta không có ấy. Người ta thì đi tìm ăn từng ngày, mình nhịn mang thức đi, rất là buồn cười, đúng không? Mình có dư giả, mình có đấy thì mình đi giúp đỡ người ta đi, giúp đỡ những người khó khăn đi. Chứ bây giờ vứt đi để làm gì?